cũng khá là lâu rồi thì mình chưa unbox son cho mọi người xem ý. Và video ngày hôm nay thì sẽ là một video tràn ngập những cây son hàn hot hit nhất của năm 2021 nha. Đầu tiên thì sẽ là cái Emerzy DT11 này. Trời ơi, em này nó hiếm thật sự luôn á mọi người, mình phải tìm mãi một chỗ mà người ta mới còn hàng luôn. Và cái màu của nó, trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn á mọi người. Ở ngoài thì nó sẽ có nhiều ánh đỏ hơn nha, tại vì hôm nay thời tiết khá là xấu ý, thế nên lúc mà mình quay ý, thì cảm giác là màu nó hơi bị lệch một chút. Tiếp theo thì cũng là em son hot không kém đến từ nhà Sport nha, shop đóng gói xinh xỉu luôn á, còn có kèm thêm cái nơ vỏ ngoài giấy của son cơ. Phải công nhận là packaging của em này thì cầm rất là nặng và chắc tay, nhìn cũng rất là sang nữa. Và đặc biệt là cái tin của em này thì nó bám rất là lì nha, mình phải dùng đến dầu tẩy trang chuyên dụng nó mới hết á. Cây son tiếp theo thì là một trong những cây son mình được các bạn yêu cầu rất là nhiều ý, và các bạn yêu cầu mình so sánh cái màu số 04 Vintage Ocean này với màu số 20 Dark Coconut thì mình sẽ sớm lên video nha. Còn đây là cái túi màu nude xinh xinh mình được tặng đến từ nhà Romain nha, cái này thì dùng để đựng son với đồ makeup á. Và set son mà mình mong chờ nhất ngày hôm nay đấy chính là set son của Romain kết hợp với Pemin Tteokbokki nha. Trời ơi, xinh lắm luôn á mọi người. Set này thì mình thấy ít chỗ có hàng sẵn lắm, nên là khi mình thấy cái son này nó có hàng sẵn là mình phải order ngay, không sợ nó hết hàng mọi người ạ. Trong set son này thì sẽ có kèm tờ công thức làm nước sốt tteokbokki này, một cái đĩa để mình đựng tteokbokki. Và đây là những em son là mình liên tưởng đến một nồi lẩu tteokbokki giữa cái thời tiết mưa rét này đây. Trong set son này thì mình thấy có cả cái gương hình quả trứng này, nhìn nó cũng rất là yêu luôn á. Cái màu trắng sữa này nhìn thì khá là hay ý, nhưng mà mình mua cái set son này chỉ vì cái màu số 03 này thôi nha. Đây là một cái tông nâu đất, trời ơi rất là đẹp luôn á mọi người. Đây là lớp chi nọ lại của ba em son mà mình thích nhất, và số những em son này thì mọi người muốn cho em nào lên thớt trước.